Trên gác đi đâu vào trên đấy anh vẫn chưa có nên sẽ thoải mái đấy ạ. Nhà vừa sơn lại. Vâng. Nhà cô vừa sơn sửa lại nhỉ? Sơn sửa lại cho nó sạch sẽ. Thế ở là còn nhà mình không ở đây đâu nhỉ? Nhà cô á? Nhà cô không ở vài tháng. Trước là đang ở đây. Trước thì là ở đây. Thám rồi. Thông nhau chị ạ.